Kính chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Lời đầu tiên, Tiến Dũng xin gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ cho kênh của Tiến Dũng Audio. Xin mời quý vị và các bạn, những anh em nào chưa đăng ký kênh của Tiến Dũng, hãy bấm nút đăng ký kênh và mở các chế độ thông báo trên thiết bị của mình để nhận thông báo ngay về các clip do Tiến Dũng thực hiện hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa được phát trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tiến Dũng xin chân thành cảm ơn. Và thưa quý vị và các bạn, trong vài ngày vừa qua thì Tiến Dũng có đăng một clip test với loa 4425 và có nói là dòng loa này có thể hát được karaoke. Thì trên các dòng comment cũng như trên các cuộc gọi, Tiến Dũng nhận được là có những anh em đang sở hữu mẫu loa này thì tỏ thái độ là khi mà ghép karaoke như vậy thì tiếng nó loa nó không được an toàn hay là tiếng nó không tốt như các dòng loa chuyên về karaoke. Và chính vì điều này nên thôi thúc Tiến Dũng là một clip để test một đoạn karaoke với mẫu loa JBL 4425 MK2 để anh em có dịp trải nghiệm về việc về những chất âm của mẫu loa này khi set up với dàn karaoke. Và đặc biệt trong clip này thì Dũng sẽ test so sánh mẫu loa này với mẫu loa Bow 601 Series 3. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm chúng ta cùng theo dõi. Và ở trong clip này thì Tiến Dũng sẽ giới thiệu sơ lược qua về các thông số kỹ thuật của hai mẫu loa này. Và sau đó Tiến Dũng sẽ hát một bài, một nửa đoạn bài đầu chúng ta sẽ nghe với 4425 MK2 và nửa bài còn lại chúng ta sẽ nghe với Bow 601 Series 3. Và ở cuối clip này thì Dũng sẽ có những ý kiến của cá nhân mình về cái âm thanh giữa hai model này. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu clip này ngay bây giờ. Trước mắt quý vị là hai cặp loa. Cặp loa tôi để hai bên là mẫu loa JBL model 4425 MK2. Các anh em ở trong khu vực phía Nam thì đọc là JBL 4425 MK2, còn các anh em khu vực phía Bắc thì đọc là JBL. Chúng ta đọc là JBL cho nhanh và cho tiện. Thì đối với mẫu loa JBL 4425 là một mẫu loa được thiết kế để nghe nhạc. Đây là một dòng loa kiểm âm, dòng loa phòng thu professional. Và ở phía trong đây đó là mẫu loa Bow 601 Series 3. Thì như anh em đều biết là những mẫu loa Bow 601 Series 3 là những mẫu loa rất được yêu chuộng trên thị trường. Và đối với hãng Bow thì khi ra đời mẫu loa này thì là dòng loa để nghe nhạc, không phải để hát karaoke. Và đây là dòng loa có thể đáp ứng được nhiều thể loại nhạc, từ tiết tấu vừa, tiết tấu chậm cho đến tiết tấu nhanh. Nên anh em thường trang bị mẫu loa này để phục vụ cho việc vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke. Chứ mẫu loa này không sinh ra là để chuyên hát karaoke. Các anh em muốn, chúng ta sẽ cùng các cảnh vào đây. Các anh em muốn chuyên về hát karaoke của thương hiệu Bow thì hãy nghĩ đến các dòng loa Bow 02. Ví dụ như là 502, ví dụ như là 402, ví dụ như là 802. Thì đó với là những dòng loa professional, dòng loa chuyên nghiệp để sử dụng chơi nhạc sôi động cũng như để sử dụng hát karaoke. Và với mẫu loa Bow 601 Series 3 thì như em đều biết là nó sử dụng hai loa bát loại 20cm, côn 6 lớp, một bát hướng phía trước và một bát hướng trách phía trên, hai loa chép. Mỗi bên là có hai loa chép và tổng cộng là 4 loa chép. Về phần thùng loa thì hãng có trang trí bên ngoài hai màu, một là màu vàng và hai là màu đen. Thì với mẫu loa này có năm sản xuất từ những năm khoảng 1986 cho đến những năm 1994. Đây là vòng đời của mẫu loa Bow 601 Series 3. Và với công suất của mẫu loa 601 Series 3 có công suất tối đa là 200W, trở kháng 8 ohm. Đây là dòng loa hơi, dòng loa có lỗ thông hơi ở phía đằng sau.
Và xin nhắc lại một lần nữa với anh em là mẫu loa Bose 6L1 series 3 là mẫu loa được hãng thiết kế để nghe nhạc, không phải để chuyên dùng hát karaoke. Tuy nhiên đây là dòng loa có thể đáp ứng được nhiều dòng nhạc, nhiều tiết tấu nhanh chậm khác nhau, nên anh em vẫn thường sử dụng mẫu loa này để hát karaoke. Chúng ta sẽ nói tiếp về mẫu loa JBL model 4425MK2. Đây là một cặp loa có thể nói là đẳng cấp high-end của thương hiệu JBL đến từ Mỹ. Mẫu loa 4425MK2 là dòng loa professional, dòng loa chuyên nghiệp. Trên tem này hãng có đề rất rõ là professional series. Anh em có thể thấy rõ. Mẫu loa professional là mẫu loa chuyên nghiệp, chuyên dùng. Ở trên catalog anh em cũng thấy hãng ghi rất rõ professional series Highway Studio Monitor 4425MK2. Ở đây hãng đề Highway Studio Monitor có nghĩa là loa hai đường tiếng và phục vụ cho các phòng thu âm studio chuyên nghiệp. Các anh em chơi chuyên sâu đều biết điều này. Và với mẫu loa này thì hãng sử dụng hai củ loa. Loa bass là loại 30 cm. Và loa chép là loại chép kèn, có họng kèn ở phía trước. Đây là dòng loa có thể chơi được bi qua. Trên catalog có thể hiện rất rõ. Loa này được sản xuất vào những năm 1998 với giá xuất xưởng là 195.000 yên. Trên đây có mang theo thông số cụ thể. Một bát 30 cm và một loa chép kèn có họng kèn là có củ loa chép kèn là 175. Và với dòng loa này thì công suất danh định là 200W, có nghĩa là bằng với mẫu loa Bose 6L1 series 3, và công suất maximum input power của mẫu loa này lên đến 800W. Tức là công suất khả năng chịu đựng của mẫu loa này lên đến gấp 4 lần so với 601 series 3. Qua thông số của nhà máy này thì anh em cũng hình dung được cái khả năng chịu đòn của mẫu loa này là rất dữ dằn. Đó là vài điều về thông số kỹ thuật giữa hai mẫu loa này. Cặp loa 4425MK2. Dòng này được sản xuất vào những năm 1998 và với giá làng đồ second hand tại thời điểm này khoảng trên dưới 55 triệu. Và đối với mẫu loa Bose 6L1 series 3 bản vỏ vàng với giá thị trường tại thời điểm này, tức là năm 2020, tại thời điểm này có giá đồ thị trường second hand khoảng ngoài 40 triệu, tức là nó có chênh nhau khoảng trên 10 triệu giữa hai mẫu loa này. Và ngay sau đây, không để quý vị và các bạn chờ lâu nữa, thì Dũng sẽ play một bài karaoke. Ngày hôm nay thì Dũng sẽ phối ghép với một chiếc vang số Wootin model KM6FX. Đây là model vang số rất được ưu chuộng trên thị trường. Chiếc này với giá chỉ 3.600.000. Và phần âm ly thì Dũng sử dụng với một chiếc âm ly đàn ông model 940V. Đây là một đối tác khá hợp cho hai dòng loa mà tôi sẽ test ngay bây giờ. Đầu tiên chúng ta sẽ test với loa bầu đối với loa 4425 trước. Và luôn tiện đây, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tại cửa hàng Tiến Dũng hiện đang phục vụ những dòng giải mã chuyên nghiệp chuẩn Hi-Res Audio. Thứ nhất là những hộp màu trắng này, đó là iFi Nano One. Đây là thương hiệu của Anh và sản xuất chính hãng của Trung Quốc, giống như là iPhone, đạt chuẩn Hi-Res Audio. Giải mã này có 3 cổng vào, một là cổng Bluetooth từ điện thoại, 2 là cổng USB từ máy tính và 3 là cổng quang từ TV. Giải mã 24 bit với cổng Bluetooth lên đến 5.0, âm thanh của hệ thống này rất tuyệt vời. Và khi khui hộp ra thì chúng ta thấy hộp giải mã nó như thế này. Nó rất nhỏ gọn, nó chỉ bằng hộp thuốc lá thôi. Và với sản phẩm này thì Dũng cung cấp với mức giá 5 triệu đồng trên một bộ, có tặng kèm theo một dây quang trị giá 150.
Và sản phẩm thứ hai mà Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ở ngày hôm nay đó là giải mã FiO model K5 Pro. Đây là một giải mã chính hãng của Trung Quốc với chuẩn Hi-Res Audio. Sản phẩm này phục vụ cho trời Tây, xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu. Đây là tem Hi-Res Audio, một tiêu chuẩn rất cao của Nhật Bản. Giải mã 24 bit có hai cổng vào, một là cổng USB từ máy tính và cổng thứ hai là cổng optical, cổng quang từ TV. Và sau khi khui hộp ra thì nó như thế này. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với K5 Pro với bản test này. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng kiểm âm với cặp loa JBL 4425 trước. Tôi sẽ để ở cầu A là cặp 4425 và nửa bài sau tôi sẽ bật sang cầu B là cặp mà bầu 601 CB. Xin mời quý vị và các bạn. Alo, 1, 2, alo. Đây là tiếng test tiếng micro của 4425 cầu A. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và đây là cầu B. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Đây là cầu A. Alo, 1, 2. Các bạn thì anh em thấy tiếng của 4425 tiếng micro ấm hơn và âm hình rộng mở hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng play một bài ngay bây giờ. Nay Tiến Dũng sẽ chơi bài Nụ Cười Biệt Ly của các nhạc sĩ Ngọc Sơn. Bài này khó hát nhưng mà tôi thích bài này. Alo, 1, 2, alo, alo, alo. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh của Tiến Dũng để thường xuyên nhận được các video mới nhất hàng ngày. Giờ chia tay lần cuối gượng cười mà nghe tim đớn đau dạ rời, tựa như một giấc mơ trong đời sao còn vương vấn nghẹn lời. Trời ơi ai thấu trong lòng tôi, đường em đi lụa gấm ngọc ngà, đường tôi đi phong ba bụi trần, tìm đâu một lối cho đôi mình thôi đành chấp nhận bẽ bàng, nhìn nàng nuốt lệ mà đi, nuốt lệ mà đi. Người ơi, vì tình yêu không mua bằng lời nói, vì tình yêu không say bằng trái chân thành, và tình yêu không phải như thơ một túp lều tranh đôi quả tim mơ. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tê, và đôi chân không muốn xa rời người, bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào, gượng cười vẫy chào biệt ly. Đó là một nửa bài của mẫu loa JBL Monet 4425 và cái hai. Bây giờ Tiến Dũng sẽ chuyển mạch sang cầu B để anh em kiểm âm với mẫu loa Bose 601 Series 3. Anh em đang nghe được âm thanh của 601 CB3. Giờ chia tay lần cuối gượng cười mà tim như đớn đau dạ rời, tựa như một giấc mơ trong đời sao còn vương vấn nghẹn lời.
trời ơi ai thấu trong lòng tôi. Đường em đi lụa gấm ngọc ngà, đường tôi đi phong ba bụi trần, tìm đâu một lối cho đôi mình, thôi đành chấp nhận bẽ bàng. Nhìn em nuốt lệ mà đi, nuốt lệ mà đi. Người ơi, vì tình yêu không mua bằng lời nói, vì tình yêu không xây bằng trái tim chân thành, và tình yêu không phải như thơ một túp lều tranh đôi quả. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tươi, và đôi chân không muốn xa rời người. Bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tối nuốt lệ nghẹn ngào. Gượng cười vẫy chào biệt ly, vẫy chào biệt ly. Và tình yêu không phải như thơ một túp lều tranh đôi quả tim. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tê, và đôi chân không muốn xa rời người. Bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào, gượng cười vẫy chào biệt ly. Giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào, gượng cười vẫy chào biệt ly. Đó là sự so sánh giữa loa JBL 4425 MK2 ở nửa bài đầu và quan điểm của Tiến Dũng giữa hai mẫu loa này như sau. Với mẫu loa 4425 thì có lẽ anh em đã có kết quả luôn trong đầu mình, tức là cái âm hình của nó rộng mở hơn rất nhiều, tiếng ấm đầm và nó có cái chất của đồ lớn, tức là đồ giá trị cao. Còn đối với mẫu loa Bose 601 series 3 thì về tổng thể cái tiếng nó âm hình nó không rộng bằng là thứ nhất, thứ hai là cái tiếng trung âm nó đanh, nó không đầm ấm như mẫu loa 4425 MK2. Và đối với mẫu loa 601 series 3 thì tiếng có hơi sáng hơn một chút. Tuy nhiên về tổng thể thì giữa hai mẫu loa này, đối với quan điểm của cá nhân Tiến Dũng thì để sử dụng nghe nhạc và hát karaoke thì 4425 MK2 đáng chơi hơn mẫu loa 601 series 3 rất nhiều. Đó là quan điểm của Tiến Dũng. Còn quý vị và các bạn có ý kiến thế nào, hãy comment phía dưới video này để cho việc đam mê âm thanh càng ngày càng sôi động và trở nên xích lại gần nhau. Cuối cùng Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.